đã chạm cái vùng cản cứng. Ở đây thì các bạn quan sát cái đường cản màu trắng này này. Cái vùng cản này Bitcoin đã chạm rất là nhiều lần. Cái vùng lần đầu tiên ấy thì là ở cái vùng là 10, 16 đến 17, 15 đến 17. Vùng thứ hai là cái mũi tên ở đây này là đợt hồi tháng 3 ấy, là Bitcoin về nó chạm vào vùng 19. Sau đó thì đợt vừa rồi thì ở giữa tháng 6 ấy, thì Bitcoin chạm về cái vùng là 2 năm và ngày hôm qua thì Bitcoin đã chạm cái đường này ở cái vùng 28k5 thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt nếu mà Bitcoin trụ được ở vùng này thì nó sẽ có uh, có đà để đi tiếp. Đấy, nếu mà Bitcoin uh, bây giờ sẽ còn một cái vùng cản nữa là 29k6, 29k7 ấy. Nếu mà Bitcoin vẫn trụ được cái vùng đấy thì Bitcoin nó sẽ có đà đi tiếp. Tuy nhiên, đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Đấy còn uh, để thời gian ấy tôi sẽ trả lời. Hôm qua thì uh, hầu hết thì tiền dòng tiền các bạn màu xanh thì nhiều hơn. Uh, nhưng mà có dòng tiền nó sẽ vào những cái coi vốn hóa nhỏ Đấy, ví dụ những coi mà đều cáp nó dưới 100 ấy các bạn Dưới 100 triệu ấy, đấy Ờ uh, uh, Michael Sargazi ấy uh, Lại tiếp tục mua thêm 647 Bitcoin uh, Và nâng cái số lượng Bitcoin nắm giữ bây giờ là 152.800 Bitcoin Đấy, và... Uh, mức trung bình giá của Microstrategy uh, micro là 29k6 thì tại thời điểm hiện tại thì trung bình giá nó cũng là dạo điểm hóa vốn đúng không? Nhưng mà công ty này thì được lời rất là nhiều ở cái việc mà cái cổ phiếu tăng giá. Hôm qua thì mình cũng nói anh chị em là Bitcoin có điểm gom ở vùng 28kx này. Đấy. Rồi uh, 28kx hôm qua thì cũng uh, dặn anh chị em là nếu mà thích đồng BNB thì có thể là mua BNB ở vùng là 235 đến 245. Đấy, hiện giờ thì những cái tín hiệu khá là tích cực các bạn nhá